Khoảng thời gian đó, sân trường vắng lặng, chỉ còn lớp 12. Ngồi lại nếm trải những ngày còn lại của thời học trò. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ mỗi người mỗi con đường riêng, sẽ không còn cơ hội cùng vui vẻ, rồi đôi ba lúc giận hờn nhau như trong quá khứ, và sẽ không còn đầy đủ tiếng cười trong tương lai. Khoảng thời gian trước đó, tôi không trân trọng lắm những khoảnh khắc bên thầy cô, bạn bè dưới ngôi trường này. Chỉ là khi hôm nay nhìn thời gian không còn nhiều nữa trên bảng trắng, tôi tự dưng mới hiểu trân trọng là gì. Alo, chiều tối nay anh đón con giùm em nha. Dạo này em sẽ về trễ, tụi nhỏ sắp thi tốt nghiệp rồi anh. Tích tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng hồng bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Còn một tuần nữa là con thi rồi. Bây giờ con không học thì đến khi nào con mới học đây? Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Cô nghĩ là những cái khoảng thời gian mà cô cho mình ở lại để học bài, dò bài trễ, sau này thì sẽ là những cái kỷ niệm đẹp của mỗi cô trò chúng ta. Hôm nay là buổi cuối cùng mà cô sinh hoạt với các bạn. Gần một năm trôi qua, cô trò gắn bó với nhau không phải là ít cũng không phải là nhiều, đủ để chúng ta hiểu về nhau. Thì có những lúc vui, lúc buồn, cũng có những lúc cô la dày. Nhưng mà qua đó thì cô muốn gửi gắm đến các bạn rằng là tất cả những cái gì mà cô làm cho các bạn là tình thương, sự quan tâm, và cầu chúc cho các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Và đồng thời cô chúc các bạn bước vào phòng thi đừng có nản khi mà gặp đề khó, đừng có chủ quan khi gặp đề dễ. Chiến thắng bản thân mình, vượt qua được cái thời khắc quan trọng này để mở ra một cái cánh cửa, đạt được những cái ước mơ, những cái thành quả mà các con đang mong đợi. Và có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, thật vui trong tương lai. Trên hành trình phía sau, chúng ta không đồng hành cùng nhau. Hành trình sau này chắc mỗi người mỗi ngã. Nhưng mình mong là tất cả sẽ thành công. Cảm ơn lớp. Cảm ơn vì những tháng ngày qua. Cảm ơn vì mình được là một phần trong thanh xuân của các bạn. 12 năm trời trôi qua nhanh như một cơn gió. Mới ngày nào mà tớ cùng các cậu còn ngồi bên ngoài ghế đá trò chuyện cùng với nhau, ngồi ôm đàn, đánh đàn cho nhau nghe. Nhưng mà bây giờ phải sắp xa thầy cô, sắp xa mấy trường, sắp xa mấy bạn rồi, nên mình cảm thấy rất là lưu luyến luôn. Hiện tại kỳ thi tốt nghiệp thì em rất là muốn mình đạt được thành quả tốt, nhưng mà trong em thì em lại muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, tại vì thực sự là em không có muốn phải rời xa Lái Châu. Đó là những kỷ niệm đẹp mà mình sẽ luôn mang theo mình để cố gắng nỗ lực mỗi ngày sau này. Chúc các cậu là có một tương lai rộng mở đang chờ đón các cậu, và thật là hạnh phúc nha. Các con đi và các con sẽ trở về. Thầy cô sẽ ở đây và luôn luôn đợi các con.